trước những tác động xấu tới môi trường và phát triển du lịch từ túi ni lông huyện đảo lý sơn đang tập trung tuyên truyền kêu gọi người dân và du khách trên đảo giảm thiểu sử dụng túi ni lông tiến tới nói không với túi ni lông tuy nhiên vấn đề này chưa thể thực hiện được trong ngày một ngày hai khi mà thói quen sử dụng túi ni lông trên đảo của cả người dân và du khách vẫn còn rất phổ biến túi ni lông dường như không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân đảo lý sơn ra chợ mọi món hàng đều sử dụng đến túi ni lông người bán người mua đều vô tư trường dụng túi ni lông như một thói quen khó bỏ trên đảo có giỏ nhựa đi chợ nhưng trong giỏ nhựa của người phụ nữ này vẫn có đến gần cả chục túi ni lông rau quả cá thịt mỗi loại đều có một túi ni lông đi kèm tuy vận động giảm sử dụng túi ni lông nhưng đảo lý sơn vẫn chưa có một loại túi thân thiện nào với môi trường thay thế để người dân và du khách sử dụng đại trà trong sinh hoạt thay cho túi ni lông việc túi ni lông không phân hủy đang là nỗi lo về ô nhiễm rác thải ngày càng trầm trọng hơn trên đảo lý sơn